Cảnh sát Đức báo động một số người Việt dự kháng phiên tòa bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ bị đe dọa. Theo tin từ báo Linh nước Đức, đánh dấu một năm xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, thành pháo thật, nhật báo của TASS của Đức. vào cuối tuần này, đăng tải một bài báo dài hai trang khổ lớn mang tựa đề Lời chào mừng từ Hà Nội, kể lại mọi diễn biến vụ bắt cóc cho đến phiên tòa xét xử bị cáo mật vụ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Hải Long. Tờ báo tiết lộ rằng, Cảnh sát Berlin đang lo ngại về tình trạng một số người Việt Nam, trong đó có các nhà báo đang tham dự và tường thuật phiên tòa xử vụ bắt cóc, có thể là mục tiêu ám sát của những kẻ trung thành với tòa đại sứ và chế độ cộng sản Việt Nam. tờ ta tiết lộ nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút tờ Thời Báo .de, gần đây được cảnh sát Berlin thông báo rằng có những lời dọa giết nhắm vào ông. Theo tin mật báo của cảnh sát, một kế hoạch ám sát đã được đề ra nhắm vào ông Khoa bao gồm những biện pháp như đầu độc, đụng xe, cho xe cán chết, vân vân. Cuối tháng 6 vừa qua, cảnh sát Berlin đã mời ông Khoa tới gặp để cảnh cáo ông về vấn đề an ninh. Họ chưa biết ông đang theo dõi để bảo vệ ông và cũng như khuyên ông không nên đi du lịch ở nước ngoài. Theo tờ TASS, đang có hiện tượng người của Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam và Thông thấn xã Việt Nam đến dự phiên tòa xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để theo dõi ai trung thành với chế độ và ai là phản động. Theo cảnh sát Berlin, một nhà báo khác là ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buôn gió, cũng đang đứng trước mối đe dọa ám sát nghiêm trọng. Ông Hiếu này luôn mang theo bên mình một lá thư của cảnh sát Berlin với những chỉ dẫn cho người đi đường trong trường hợp bắt gặp ông lâm nạn. Tờ Ta cũng ghi nhận hiện tượng này. Càng nhiều người và hội đoàn Việt kiều tại Đức trước kia đã hợp tác với tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam, nhưng nay bắt đầu xa lánh một người từ chối làm hướng dẫn viên vì sợ dính líu với những mưu đồ đáng ngờ